Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, hai trận cờ hay của Lại Lý Huynh vừa diễn ra sáng nay, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên, Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Quốc Thái Trung Quốc cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ. Chang Jun.
将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 Chơi đến đây, sát cục, quốc thái, buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai, Hiệu Huy Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。
将军。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 
将军。将军。将军。
将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây hết quân, Hiệu Huy buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.